Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Thô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cậu bé đang lái một chiếc xe máy kéo. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu đỏ cho cái xe máy kéo này nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu nâu nha để tô màu cho chiếc áo mà của người đang mặc. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh dương nhà này của mình để tô màu cho chiếc quần và áo bão này đang mặc nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu tím để hoàn cho đôi giày của ông lão này nhé. Và chiếc bình mà ông lão này đang cầm trên tay mình sẽ tô màu đỏ cho chiếc bình nước này. Tiếp theo mình sẽ tô màu sơn màu cho cái phần phía dưới. Tiếp theo mình sẽ tô màu tím cho cái phần cái mũ của cậu bé này. Và mình sẽ tô màu xanh cho cái lá cây trên cùng quan này nhé. Tô màu vàng cho cái mái tóc. Tiếp theo màu xanh dương cho cái áo của cậu bé này. Và bức tranh về một ông lão đang tưới nước cho cây củ cải này đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Tiếp theo mình sẽ tô màu đen. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh.
thì có chuẩn bị sẵn bức tranh về một cậu bé đang ngồi trồng cây rồi nha các bạn. Hãy cùng mình cùng màu trong bức tranh này nhé. Mình sẽ sử dụng một vàng cái màu trong chiếc nữ mà cậu bé này đang ngồi. Và mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây của mình để cho màu cho chiếc áo mà cậu bé này đang mặc nhé. Video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.